Trúc Trương và Thông Trần. Xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự đề ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị khách hàng nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, income property, condo, townhouse hay và hay hoặc là những vacant land, xin đừng ngần ngại gọi cho Trúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Chủ trương của Thông Trần và Trúc Trương uy tín, tận tâm, nhanh chóng, nhất là mang sự hài lòng cho và an tâm cho quý vị. Nếu quý vị nào đang đi tìm một cái agent để đặt quyền lợi cho quý vị lên hàng đầu và bảo vệ cho quý vị tối đa trong sự mua bán về địa ốc, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho Thông Trần của Trúc Trương để cho Thông Trần của Trúc Trương có một cái cơ hội để giúp đỡ quý vị và chứng minh cái lời nói đi với việc làm của Thông Trần và Trúc Trương. Chúng tôi là Real Estate Broker làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu như mà quý vị có nhu cầu cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Và sau đây là để trở lại với chương trình đó, thì cho Trúc Trương và Thông Trần sẽ đưa ra một cái chủ đề của ngày hôm nay rất là hay quý vị, để có thể giúp đỡ cho những người nào mà first time home buyer có một cái idea để mình mua được một căn nhà mơ ước nha quý vị. Đó là cách kiếm tiền để mua một căn nhà đầu tiên. Đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì trước tiên nói về cái chủ đề đó thì cho Trúc Trương và Thông Trần gửi đến quý vị một số những tin tức về phân lời. Ha, về phân lời và những cái program mà rất có ích cho những người buyer nha quý vị. Thì theo Trúc Trương đọc được cái nguồn tin từ CNBC đó quý vị, cái Fannie Mae đó, Fannie Mae là cái ngân hàng của chính phủ đó, đó quý vị, họ ước đoán, họ estimate đó, giống như họ dự đoán đó, là tới từ cái interest rate có thể năm 2023 đó quý vị, nó xuống nha quý vị, nó có thể estimate nha, là nó xuống từ thay vì từ 4.7% cho first quarter cho tới mà fourth quarter nó xuống từ 4.7 cho tới 4.4% của năm 2023, coi như first quarter với lại fourth quarter nó sẽ xuống từ 4.7 đến 4.4%. Tại vì hiện tại bây giờ là cũng 6.25 rồi. Đúng rồi. Bữa nay tại mấy nguyên cả một tuần nay tiền lời nó lên mạnh lắm. Nhớ là kỳ rồi một tháng gì rồi chính phủ tăng tiền lời lên chấm năm mà nhưng mà tiền lời chính thức phía ngoài lại đi ngược lại chiều, lại giảm xuống. Nhưng bây giờ lại trong vòng tuần nay thì tiền lời nó lên rất là nhanh, lên đến 6.25 luôn rồi. Thì đó quý vị thấy là có nghĩa là bây giờ mình cứ nghĩ là cái đà interest rate sẽ đi lên rồi có thể 2023 cái nhà đi xuống. Nhưng mà mình chưa biết quý vị, họ đã estimate là năm tới là interest rate nó lại xuống, mình không biết là cái nhà nó có xuống hơn, nó lên lại hay không, mình đó, cũng chưa biết được. Cái đó là cái estimate. Dạ, cái đó là estimate. Cái quý vị biết là trong vòng mấy năm nay á, estimate nó có thể thay đổi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng quý vị. Chứ đừng mình nhắm vô cái estimate đó là mình cứ trông mong là cái tiền lời như vậy. Thì cái này chỉ là cái estimate của cái ngân hàng chính phủ mà đưa ra đó quý vị. Thì mình chỉ biết là đó là cái tin tức thôi, nhưng mà tới cái lúc năm đó, ngày của cái quarter đó, có nhiều khi có những biến đổi gì thì mình không biết trước được. Mình chỉ biết cái hiện tại là cái tin tức họ đưa ra cho mình như vậy thôi ha quý vị nha. Mà theo ông nghĩ á, trước nhất á, mà nếu để tiền lời nó mà xuống á, lạm phát phải kèm chém được, kèm hãm được. Nhưng mà tình trạng cái lạm phát này Thông nghĩ là mình phải chịu đựng đến thêm một năm nữa. Nếu mà trong vòng năm đó mà lạm phát nó chưa xuống đến 3% là Thông nghĩ tiền lời nó sẽ không có xuống nữa đâu. Ngoại tại vì chính phủ nhất quyết phải làm cho cái tiền lời phải xuống đến 2.5 mới là cái nhu cầu của họ. Nhưng mà hiện tại là vẫn còn 8 chấm mấy.
Thì chính vì cái interest rate lúc lên lúc xuống, đúng không quý vị? Thì họ đưa ra thử một cái ví dụ. Thí dụ như một mình mượn một cái loan 300.000. Đúng không? Họ nói thí dụ như mình mượn một cái loan 300.000 với cái interest rate của ngày xưa đó, của năm ngoái là 3.5% đi. Năm ngoái có cao lắm là 3.5% đi ha. Thì cái tiền mortgage hàng tháng mình trả có 1.347 đồng một tháng. Thì mình đi 30 năm á, mình mất 185.000 tiền interest rate. Nếu mình trả trong 30 năm với 3.5% cho cái loan 300.000 thì mình bị mất 185.000 tiền tiền phân lời đó, tiền lời á, 2/3 tiền đó, cái tiền lời rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mình tính hồi trước là 3.5, nếu như tính bây giờ đi, thí dụ như là cho trung bình cái interest rate là 5.5, cũng cái loan là 300.000 mà 5.5% cái rate, thì mà hàng tháng á, thay vì hồi trước 3.5 thì mình trả 1.300 mấy, thì bây giờ nó nhảy lên là 1.700, 1.700 một tháng, thì 30 năm của 5.5% đó mình mất tới 313.000 tiền là mất hết một tiền lời á, thêm 150.000 nữa đó. Đúng rồi, mình phải trả tiền lời. Thì ý họ so sánh, cái họ compare cho mình thấy cái interest rate nó thay đổi, nó lên thì nó ảnh hưởng tới cái tiền phân lời của mình đó. Mình trả hàng tháng nó lên thì có phân lời mình bị trả cũng cao. Trả có nghĩa là tiền lời nó khác biệt nhau là 2 chấm đó, kia 3 chấm rưỡi. Đúng rồi, 5 chấm, tới 5 chấm rưỡi là 2 chấm, đúng rồi. Đó có nghĩa năm ngoái năm nay nó cách nhau average là 2 chấm đó, thì nó sẽ thay đổi cái tiền nhà, nó thay đổi cái tiền mà mình bị trả cái phân lời đó. Nói đúng là tiền túi mình chia ra đó. Đó, thì đó chính vì vậy họ đưa ra cái ví dụ để cho mình dễ thấy cái con số chính xác là mình dễ thấy. Rồi ngoài ra đó, Trúc Trương thấy một cái tin này cũng hấp dẫn nè quý vị. Đó, tin này hấp dẫn cho những người first time home buyer. Ở hôm thứ ba vừa rồi đó quý vị, thì ở cái nhà băng lớn của Mỹ thì ai cũng biết rồi, Bank of America quý vị, họ announce ra, giống như họ đưa ra, họ release một cái news đó, là những cái khu vực mà giống như ở Cali mình á, thì có ở Los Angeles nè, là rồi ở Los Angeles hay hoặc là những cái thành phố khác, những cái thành phố khác như để Trúc Trương thấy coi, những cái thành phố giống như là Charlo, Dallas, Detroit, ở Miami nữa quý vị. Những cái thành phố đó đó mà Bank of America họ sẽ có cái program, họ sẽ có cái chương trình giúp đỡ cho những người first time home buyer, không cần down, zero down, không cần trả tiền closing cost là tiền giấy tờ, mà không cần medium credit score, có nghĩa là không cần cái điểm tín dụng cao quý vị, từ 300 cho tới 850. Thì quý vị nào từ trong cái mức đó, có nghĩa là hồi xưa trung bình quý vị cũng phải 600 mấy trở lên thì mình mới mượn nợ được, đúng không? Thì bây giờ họ cho thấp lắm, từ 300 điểm đến 850 như thế nào cũng được, trong cái khoảng cái mức đó thì là cũng mượn nợ được rồi đó, là mượn nợ được đó. Là nhưng mà mình cũng phải có income, đúng không? Tại vì không đau, không trả tiền closing cost, không tốn tiền gì hết, mà giống như điểm tín dụng thấp nữa, họ vẫn cho mượn. Nhưng mà mình phải có việc làm. Thì thường quý vị biết khi cái loan mà mình mượn thì đương nhiên cái loan ở mao, giống như số tiền họ cho mượn, họ sẽ căn cứ vô cái mức lương của mình ha. Thì cái đó là quý vị cứ liên lạc với cái nhà băng Bank of America, cái người làm loan ở nhà băng đó, họ sẽ giải thích chi tiết hơn cho từng trường hợp của mỗi người. Thì cái đó rồi, nhưng mà trong đó với một điều kiện là ngoài cái việc có income, thì cái điều kiện thứ hai nữa là thí dụ như những người buyer đó là đang mướn nhà, đúng không? Tại first time thì đương nhiên là họ chưa có nhà rồi, họ đang mướn nhà thì họ phải có cái giấy tờ chứng minh trong vòng 12 tháng họ mướn nhà với tiền ga điện nước mà họ trả đều
trả đúng thời hạn, phải trả đều thì có những cái giấy tờ chứng minh đó thì là giống như đủ tiêu chuẩn để cho cái chương trình của Bank of America. Với lại ông Thông bổ sung chút xíu là trên lot không phải vùng nào quý vị cũng được cái chương trình đó nha, mà vùng mà phải có Latino với Black America, đúng không? Đúng rồi. Với da màu nhiều là những, nói chung là những khu mà tập nhạp và low income đó thì nó mới có cho quý vị về cái chương trình này. Có nghĩa là họ nói nè, cái chương trình đó áp dụng cho những cái location là những khu vực nào mà có trên 50 hơn 50% những người da màu hay hoặc là những người Hispanic đó. Dạ, những người Hispanic Latino đó, African American là Hispanic Latino là trên 50% những người cư dân đó, đó là những người sắc dân đó thì sẽ được đủ tiêu chuẩn để apply cái chương trình này ha. No, chúc của Chương lặp lại, không đau, không trả tiền giấy tờ, cái điểm tín dụng thấp từ 300 tới 850 cũng được đó, nhưng mà mình phải có income rồi phải có chứng minh 12 tháng tiền mướn nhà. Đúng rồi, mình trả tiền nhà đều, không có thiếu, không có trả trễ hay gì đó, rồi tiền ga điện nước phải trả đều. Đó là cái tiêu chuẩn của họ. Còn ngoài ra ở Orange County mình đó quý vị, ở Bang America đó họ cũng có cái chương trình ở Orange County mình cho 10% down ha quý vị, cho 10% down cho những người first time home buyer lần đầu tiên mua nhà đó, họ cho 10% down cộng với 7.500 tiền closing cost là tiền giấy tờ đó, họ cho lại mình đó là 7.500 rồi cái maximum mà mình down chỉ là 20% trở lại thôi, không có hơn, không hơn 20%, tại hơn là có nghĩa là chứng tỏ quý vị có income cao rồi, có tiền rồi thì họ không có cho chương trình này được. Có nghĩa là minimum down phải 10% và maximum là 20%. Không có quá 20%. 7.000 đồng tiền giấy tờ. Họ cho mình 10.000 tiền down đó quý vị nha. 10.000 tiền down nha. Thì cái đó là cái chương trình của Bank of America cho Orange County. Nếu mà quý vị muốn mà biết rõ ràng mình trong cái trường hợp nào thì cứ gọi thẳng nhà băng Bang ở America, những người làm loan nó sẽ giúp đỡ quý vị nha quý vị ha. Thì để trở lại với chương trình đó, cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì Trúc Trương và Thông Trần đưa ra đó là cái làm sao biết không, để mình có cái cách kiếm tiền để mình mua được một căn nhà đầu tiên. Thì bây giờ theo cái tin tức Trúc Trương thấy ở cái trang SF Gay đó, thì họ cũng, cái trang này nói về nhà cửa này quý vị. Họ làm cái survey là cái giống như tham khảo ý kiến đó. Họ thấy là bây giờ phong trào những người mà mua cái căn nhà thứ hai nó nhiều đến 28% nha, cho với những cái người first time home buyer, những người buyer bây giờ đó là 28% là quý vị. Họ chạy theo cái phong trào họ mua căn nhà thứ hai, là cái căn nhà mình chưa mua căn nhà thứ nhất để ở, mà cái căn nhà thứ hai là có nghĩa là mua cho thuê đó, là mua cái chỗ xa hơn cái chỗ mình đang ở. Thì cái đó là 28% là họ chứng kiến, chính đích thân họ thấy. Còn 36% là họ nghe nói, không, họ nghe nói cái cách mà những người first time buyer bây giờ họ mua như vậy đó. Thì cái lý do tại sao Trúc Trương nói chưa có căn nhà thứ nhất mà mua căn nhà thứ hai, đúng không? Thí dụ mình ở Orange County này, cái nhà giá nhà rất là cao, nhiều người họ có tiền down đó nhưng mà họ không mua nổi cái căn nhà theo cái income của họ, thì họ mua ở một thành phố khác hay một tiểu bang khác, miễn sao họ vừa cái tiền họ down, vừa đủ cái income, họ đủ cái khả năng để họ mượn loan thì họ mua căn nhà khác để đầu tư. Một là họ làm vacation home, hai là họ cho thuê dài hạn gì không cần biết, miễn sao là invest, là căn nhà invest. Mà trong khi đó họ có tiền họ mua căn nhà nơi xa, nhưng trong khi đó họ ở hiện tại họ chỉ mướn nhà thôi quý vị. Họ chịu bấm bụng họ mướn nhà ở đây ha, họ mướn nhà ở đây
nhưng mà họ invest ở nơi khác tại vì nó rẻ quý vị. Tại vì họ suy nghĩ như vậy, khi có cái tiền đao mà mình cứ chờ, đúng không, mình cứ chờ mà để đủ tiền để mình mua căn nhà ở nơi cái khu vực của mình hơi cao đây nè, thì cái đồng tiền nó sẽ bị mất giá. Không phải, để đúng không? Giải thích cho gì rõ. Nếu mình có tiền mình không đầu tư, mình để dành đến đến khi mình đủ tiền đầu tư, nhà cái... lại lên thêm nữa là mình lại không đủ nữa. Nên có bao nhiêu mình đầu tư được, chỗ nào mà vừa có túi tiền của mình thì mình cứ đầu tư. Có nghĩa là cái nhà nó lên, có nghĩa là nhà mình, cái đồng tiền mình bị mất giá đó, phải không? Cái lúc mà mình có cái tiền đó mà tới hồi mình cứ để dành, mình nó để dành hoài, rốt cuộc cũng không có thể mua, thể nào mua nổi ở cái khu mình đang ở, đúng không? Chính vì vậy họ nghĩ họ mua cái nơi khác. Bây giờ Trúc Trương chỉ giả sử đi, bây giờ mình ở đây căn nhà bây giờ cho rẻ rẻ lắm, 850 đi ha, trung bình 850 căn nhỏ nhỏ 1.200 square feet mà cũ cũ đó quý vị, chứ còn đồi mới là không luôn được 850 đâu. Mình mua ở đây mà mua hoài mình thấy cũng không đủ, thôi giờ mình có khoảng vài chục ngàn, trăm ngàn đi, mình mua ở Texas đi, thí dụ vậy. Texas có 300-400 ngàn, 200-300 ngàn gì là cái nhà mới rồi ha, đúng không? Mới rồi, họ mua bển, họ cho thuê, họ làm vacation home hay hoặc là họ cho mướn dài hạn gì không cần biết, là đầu tư đó quý vị. Thì họ nghĩ là họ đầu tư như vậy để làm chi? Để họ build cái equity, cái số vốn của họ vô trong căn nhà invest đó. Rồi từ từ họ nhắm trong vòng 5 đến 7 năm sau thì họ cũng đã có một mớ equity trong căn nhà đó rồi. Thì họ quanh lại, tới lúc đó họ coi tình hình ở bên đây mà cái nhà tương đối nó thấp thấp, hay cộng với cái income lúc đó họ cũng lên, với lại cái tiền họ để dành cũng có chút rồi, thì họ mới quanh lại, họ có khả năng họ mua được cái căn nhà bên đây, họ rút equity ở bên đó, họ mua được cái căn nhà bên đây, hoặc là họ bán đứt luôn cái đó. Đúng rồi, họ lấy tiền này. Uh-huh. Với lại Thông nhớ lại mấy cái video clip trước Thông nói là mình kiếm tiền để mua nhà, đừng để kiếm đủ tiền mới mua nhà. Nếu quý vị nào mà nghĩ, suy nghĩ siêu sâu chút xíu, là như cái câu hồi nãy Thông nói, kiếm để mua nhà thôi, chứ đừng đủ là chân sau này 5 năm nhà nó lại lên nữa. Là đến đó lúc mình đủ số đó nhưng nhà lên nữa, mình phải kiếm lên nữa, không biết chừng nào mới đủ. Với lại cái này thì Thông thấy Trúc nói cũng đúng. Theo cái này, cái kinh nghiệm của Thông với Trúc Trương, hồi xưa bắt đầu từ đầu á, là Thông cũng mua một cái căn nhà cho thuê trước. Và với lại cái căn nhà của Thông dần với Trúc Trương ở á, là mua ở 2 năm xong là Thông bán. Tại vì 2 năm mình ở trong đó thì mình bán mình không cần lấy thế, thì mình cũng xếp được một cái tiền thế trong vòng rồi. Với lại một phần nữa mình cứ làm vậy thì cái đó là cái nhà của mình là cũng là nhà second thôi, chứ không phải nhà first. Tại lúc mình đã đi mua nhà, mình đã trong đầu, trong ý thức mình với là trong suy nghĩ mình đó, 2 năm sau mình bán, mà long thông vẫn làm đi chăng vậy, 2 năm sau không thấy lên được Thông cứ bán đi, là đóng đầu không thì lại đi mua cái căn khác. Cứ làm vậy hoài thì cái vốn của Thông càng ngày càng lên chút xíu, không phải lên nhiều giống người ta, cũng như mình có thêm cái vốn bắt đầu mình đầu tư. Rồi xong vẫn cứ làm vậy 3-4 năm, làm như vậy 5 năm bắt đầu mình có tiền rồi, ok, mình lấy cái vốn đó mình đi mua căn khác. Rồi mình còn lấy nửa cái vốn của mình đã tìm được thì mình mua một cái căn nhà mình luôn, mình ở luôn. Thì cái đó tiền nó hơi mệt chút xíu mà hơi lâu dài, nhưng mình có đủ số tiền để mình mua căn nhà của mình và mình vẫn đủ số tiền để mình đầu tư. Đúng rồi, có nghĩa là cái mình phải giống như đầu tư một cách thông minh, là cái tiền nó đẻ ra tiền, đúng không quý vị? Chứ mình cứ ôm căn khư khư trong người thì cái tiền nó mất giá. Chẳng thà mình invest nhỏ nhỏ, đó như Trúc Trương Thông Trần hay nói là mình invest cái nhỏ nhỏ, mình mua căn nhà nhỏ, cho dù mình không invest đi, mình không mua nổi căn nhà house, cứ mua cái căn condo đúng khả năng của mình cũng được, chứ không cần phải mua căn nhà lớn, mình mua condo hay apartment gì cũng được, rồi từ từ có tiền mua townhouse, căn nhà single home mà trong khu cũng được, mà nó nhỏ nhỏ, rồi sau này mình có tiền rồi mình mua cái single family để mình ở đó. Thì cứ chút vậy, rốt cuộc mình được làm chủ, quý vị, làm chủ căn nhà theo ý mình. Giống như là mình đầu tư nhỏ nhỏ, giống như chính
giống như Trúc Trương và Thông Trần. Như ngày xưa mình lúc mới chân ướt chân ráo ra nghề, Trúc Trương và Thông Trần hay gặp những người khách đầu tư đó quý vị, mà những người đầu tư Việt Nam mình nha, những người investor mà Việt Nam mình, mà những cô chú lớn tuổi đó. Hồi trước Trúc Trương hay bán cho họ những căn nhà rất là nhỏ ha, những cái khu không tốt đâu quý vị, những bèo cái đó, khu lụp sụp, khu mà không mà nhìn mua luôn. Hồi xưa họ mua có 100 mấy hay mấy chục ngàn à quý vị, mà Trúc Trương và Thông Trần bán đi tới cái khu đó, mình hình list cái nhà, mình chạy vô mình không dám vô luôn, không có parking mà mình cũng nhìn nó sợ lắm, kìa cái khu rất là sợ. Mình không biết là mình bán được không. Mình cũng sợ cái khu cũ kỹ, không biết bán được không, tại vì nhìn thấy ghê quá, lỡ nay mưa hút người ta sợ không an ninh người ta không mua đó quý vị. Nhưng mà gốc cuộc mình nghĩ, ủa hồi trước họ mua có mấy chục ngàn mà lúc giờ đưa mình bán 200 mấy, 300 mấy, 300 mấy, 400 ngàn, trời ơi, họ lời mấy trăm ngàn rồi quý vị, thấy không? Mà hồi trước mình cứ nghĩ mình chê, nhưng mà thật ra mấy người đó đầu tư thông minh quý vị. Tới họ bây giờ Trúc Trương và Thông Trần làm một đi làm địa ốc một thời gian rồi bắt đầu mình mới nghĩ là lúc mình mới bắt đầu ra nghề mình lại chê những người investor đó. Sao mấy người này giàu dữ mà chứ invest chứ vô vô khu mấy gì đâu vậy? Nhỏ nhỏ vậy thì tại vì hồi xưa họ bắt đầu họ biết tính, họ invest nhỏ thôi, họ có vốn và từ từ họ mua ra những cái căn lớn, những cái thậm chí bây giờ là những dãy apartment, những dãy commercial ha, bây giờ họ rất là thành công quý vị đó. Thì cái đó là cái kinh nghiệm mà thực tế Trúc Trương Thông Trần thấy những khách hàng đó. Còn cái này kinh nghiệm của Thông đi làm lâu lắm trong nghề đó nha, cũng đồng thời hai người khách income làm gia đình, hai người income giống như chăng nhau, một người thì thích phe phang mua một căn nhà bự rất bự rồi xong trả tiền ở đó, cứ nghĩ là mình ở một cái căn nhà đẹp đẹp là mình cứ trả tiền là mình lời chắc bốn mộng lắm. Cũng là một cái người kia y chang cái căn nhà đó, y chang income đó, mà người ta lại đi đầu tư theo kiểu dạng khác. Người ta mua căn nhà người ta ở nhỏ, rồi người ta mua thêm một cái căn nhà nhỏ để người ta cho thuê. Mà vậy mà sao cái người mà mua nhỏ mà cứ ta thấy làm lại, trong 10 năm sau người ta lại sở hữu 4-5 căn nhà, mà trong khi đó người kia đó lại chến luôn một cái căn nhà bự, lúc cuộc bây giờ cũng là một căn nhà bự thôi. Nếu tổng cộng cái gia tài á, một người mà chia ra mà gấp 3 lần cái gia tài của người kia, mà trong khi đó người nhỏ đó người ta đi chơi, đi vacation every year, ta thích ta đi, ta thích ta nghỉ, còn người kia cứ ở căn nhà bự mà làm 24/24 quý vị ơi. Tại quý vị biết sao, cái căn nhà lớn nó quá khả năng để trả, thành ra làm đầu tắt mặt thối mà không thấy dư. Lo trả căn nhà còn không đủ nữa, đâu có tiền đâu dư để mình đao thêm căn khác, đúng không? Thì mình chia nó ra vừa phải thôi. Bởi vậy quý vị cứ nghĩ mình sống đừng có nghĩ là lấy cái tiếng để mình ở căn nhà bự để mình lấy cái tiếng, mà cái lỗ lã với lại cái thiệt thòi về thuộc về mình làm sao đó, cho tiền nó đẻ tiền, với lại không cần nghĩa là mình ở căn nhà nhỏ là mình nghèo đâu vậy. Tại vì quý vị biết cũng như hồi lâu Trúc Trương nhớ là cái video những cái cuốn đầu của Trúc Trương có nói một câu quý vị có nhớ không? Tại vì giờ mình đi ra đường đó, đâu ai biết mình, ô cái bà này mà có căn nhà cả bạc triệu hay hoặc cái căn nhà condo thao hao có 300-400 ngàn đâu. Đi ra đường họ không biết mình, họ không biết mình có bao nhiêu căn nhà, nhà mới, nhà cũ, nhà rộng, nhà lớn gì quý vị. Họ chỉ tới hồi mà họ đụng vô họ mới biết, ô cái bà này có cả dãy, mà cả dãy apartment, bao nhiêu căn nhà single house. Họ không biết như vậy. Thành ra quý vị cũng đừng, ai cũng thích ở nhà lớn, nhà đẹp, nhà mắc tiền hết. Trúc Trương cũng vậy thôi, chứ mình là người kiểu mà người trần mắc thịt mà quý vị. Cái gì là mới mẻ, tốt, đẹp là ai cũng thích hết. Nhưng mà thích vừa đúng khả năng mình thôi nha quý vị ha. Mình đừng có quá ráng sức của mình. Nhưng mà theo Thông á, thì cái bự đó Thông vẫn mơ ước sẽ ở nhà bự. Đến lúc một thời gian nào Thông cảm giác là mình đầu tư đủ rồi, mình không cần đầu tư nữa, giờ mình về bắt đầu và lấy cái tiền đầu tư từ xưa giờ mình khổ quá rồi, thì mình bây giờ mình enjoy,
Ok, cái đó là mình vẫn ok. Tại vì mình làm mấy chục năm rồi, mình đã hy sinh nhiều đó rồi. Bây giờ tính tuổi già mình cho, mà cái đó là sướng nha quý vị. Tính tuổi già quý vị được ở cái nhà bự mà quý vị không chằn trả tiền nhà, ngủ vẫn không có lo, là cái đó là nên làm, đúng không? Thì cái đó là cái giống như là những Cái cái ý kiến, thì từ cái tin tức đưa ra thì Trúc Trương và Thông Trần giống như đưa cái ý kiến cá nhân thôi, hay hoặc là chia sẻ cái kinh nghiệm của chúng tôi thôi. Còn tùy quý vị hoàn cảnh của mọi người, nhưng mà cái khuyên chính của Trúc Trương và Thông Trần vẫn là mua một căn nhà thời điểm nào cũng có thể mua được hay hoặc bán được, nhất là những cái quý vị mà mua đó thì nên mua đúng cái khả năng của mình, thì mình không có lo gì trơn á. Interest rate lên cao, nhà lên cao nhà xuống gì cũng liên quan gì tới mình hết á, tại mình mua để ở thì mình mua đúng khả năng thì mình không lo nghĩ gì hết á. Sáng dậy cái thấy ôi chết cha, cái interest rate nó lên rồi quý vị thấy chút nói gục chết tự nhiên mình lo đúng không quý vị? Em interest rate lo, mình không có lo interest rate, dù có lên lỡ mình bị vậy thì chừng mốt năm rồi hai năm năm hai năm sau mình hay đi là mấy tháng finance sau lại. là nó xuống rồi, bây giờ cái gì đừng lời mình đừng, à, đừng lời đừng đừng bao giờ lo hết cái á. gì mình cũng có đường xoay sở hết, nhất là mình mua để ở đừng lo lắng nhiều quá. Mà quý vị nhớ một câu, không có gì vĩnh viễn hết, cái gì nó cũng thể thay đổi theo thời gian, nên quý vị lúc mình làm một cái gì mà cũng như sai hoặc là không đúng thì ok, vẫn keep going, rồi sẽ một ngày nào đó những cái đó mình có cơ hội mình sẽ nguyễn chuyển lại. Giống như mình sẽ học bài học, mình thức tỉnh thôi, cái Có gì anh cũng Nam vậy. có bài, quý vị phải học bài học mà quý vị mới có kinh nghiệm, là lúc mà quý vị đã có kinh nghiệm rồi quý vị sẽ có đầu tư khôn ngoan và lời hơn những người không có bị Tính dấp ngã. toán. Đó, cái đó là Trúc Trương và Thông Trần xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và may mắn. Nếu quý vị thích cái chương trình hữu ích thì cho chúng tôi một cái like, một cái share, cũng như là nhớ là comment hay hoặc là subscribe cho cái chương trình ngày một giống như là tôi phát triển tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị nha.